Dạ vâng, em xin chào cả nhà. Hiện tại em có hai cái bông trang tạo thái lai lá trung màu vàng, ảnh đột biến, ảnh cái cánh ảnh như thế này nè cả nhà. Đó, cả nhà nào yêu thích đó, mua đặt hàng lấy hai cái này em để giao lưu rẻ nha cả nhà. Đó, hai cây nè, hai cây nha cả nhà. Đây, cây này với cây này, hai cây em đang cầm trên tay, em đang lấy từ ở ngoài vườn vào, em lựa ảnh lạ nhất. Đấy, cái cánh của ảnh nè cả nhà, cây bên đây cũng vậy, cái cánh của ảnh kinh trên cùng một bông luôn nha cả nhà. Ảnh vàng mà ảnh lai, ảnh đột biến đỏ, hai cây cả nhà yêu thích inbox đặt hàng em nhé. Cái cánh ảnh như vậy đây, rất là lạ luôn. Cái nụ bên đây ảnh cũng chuẩn bị nở y chang vậy luôn nha cả nhà.